Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Cả Cảnh của em. Hôm nay mời các bác cùng em ngắm một vài mẫu phao ở bên em đang có để cho các bác dễ dàng lựa chọn hơn nha các bác nhá. Các bác mua hàng thì cũng đơn giản, dễ lựa chọn. Thì ở đây là có những cây phao giá rẻ trước nha các bác nhá. Đây là hai cây phao có hai cái hạt chống sóng này anh em này. Đó. Có hai mã, một mã là Z005 và một mã là Z003. Cái mã 005 này thì ăn 2 gam chì, 2,3 gam chì. Cái mã Z003 này thì ăn nhẹ chì hơn, ăn khoảng độ 1,8 gam hay sao ạ. Mình không nhớ rõ thì nhìn tầm đấy. Thì nó sẽ dài khoảng độ bao nhiêu đây? Dài khoảng độ 45cm. Cây này cũng hơn một chút thì nó rơi vào tầm 45, 46 gì đấy anh em nhé. Hai cây này với mục đích đánh là được nhìn sóng lan tăn thì nó đỡ hoa mắt. Đây, hai cây này đánh cá chép các thứ anh em nhé. Những cái địa hình mà nó bị nhiều sóng lan tăn ấy thì đánh loại này là ok, đỡ bị hoa mắt anh em ạ. Người lớn tuổi cũng có thể câu được. Chân carbon đây, có cái chống tụt đây, các kẹo đây, nhìn khá là cao cấp anh em nhé. Nhưng mà giá chỉ có 30.000 thôi. Anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ. Tiếp theo đến một cái dòng nữa là dòng hai cây này, một cây là đánh nước nông đây. Con này là NX08 đây. Cái mẫu NX08 lần này về thì nó khác lần trước là màu đen, lần này là màu xanh anh em nhé. Đó, con này đánh nước nông anh em nhé. Có 40.000 một cây thôi. Và cây này là cây đánh lực, cũng đánh nước nông được anh em nhé. Đánh những cái mực nước rất nông, đánh lực, đánh ca rô đồng các kiểu, đánh ca chê lỗ béo các thứ nhá. Cái này nó chỉ rơi vào khoảng độ 10 mấy phân thôi. Đánh cái này nó sẽ ổn so với những địa hình nước nông ấy, cũng như là đánh cái lực. Đánh lực cái này thì nó nhanh này, nó lật nhanh là một, và cái nữa nó không bị vướng víu đó, nên cái này đánh lực nhá. Lướt qua thôi, hôm nay làm video lướt qua thôi anh em nhá. Đây là cây phao Rofi giá rẻ 50.000 đây anh em nhá. Mình không biết tại sao 50.000 nhưng mà không có hộp đâu anh em ạ. Nó chỉ có một cây không này. Mình mua nhiều nó đóng vào một cái hộp giấy thôi. Đây anh em nhá. Cây này có mã là ZXAFB10. 50.000 anh em ạ, có ba cái đốt đầu to này. Bầu này bầu đánh Rofi. Là cái tăm nó chia nhỏ để anh em đánh cá nó gì ấy, ăn nó khó ấy. Nhìn nó dễ nhá anh em nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái mẫu phao giá cao hơn một chút xíu. Đây. Đây là một combo Shimago cho người mới chơi. Combo này đánh rất ổn anh em nhá. Hàng Shimago này thì mình bán từ lâu đời rồi. Nó khá là ổn định nên là bán mãi thôi. Nhiều anh em mua dùng ấy, cứ mua đi mua lại ấy. Mà giá cũng rất rẻ, có 50.000 một cây. Đấy. Tầm rất là sáng anh em nhá. Cây A08 này, cây này đánh chép chiếc này. Đánh chép, đánh nghe nước sâu một chút. Đấy, cây này dài 46,5cm, ăn 1,8 gam chì. Phù hợp đánh chép. Đánh đây, bầu này rất đẹp nha anh em nhá. Bầu này giống y bầu con Gonai mình đang có. Thông số thì cũng gần giống với con này đó. Đánh cái này cũng hay anh em nhé. Trước mình toàn công chép bằng con này hết anh em nhé. Đây là cây A02. Con này ngắn thôi. Con này tầm 30 mấy phân thôi. 35, 36 phân gì đấy. Gần 40cm anh em nhé. A02. Con này ăn 1,2 gram chì. Nó là số 2 anh em nhá, nó hết số 1 rồi. Ngày trước là bán số 1 là 1,1 gam, bây giờ bán nó hết số 1 mình phải mua số 2. Thì nó là 1,2 gam. Con này đánh giếc cũng được anh em nhá. Đánh giếc. Đánh nước nông nhá. Nước nào tầm 1 mét gì đấy mà đánh những cái con dài kia thì nó lòng thòng ấy. Đánh con này là vừa luôn anh em nhá. Đó. Còn con này là con Corofi. Nó cũng rơi vào tầm 40 phân thật anh em ạ. 40 phân ăn 2,2 gam chỉ. Chuyên chị cái con dưới đô phi cổ ấy, dưới sâu đây. Đây anh em ạ. Tăm sáng, hai đốt đậm.
con nữa là con những con khác đi, con này đi, con này là con lật nhanh, chân dài, lật nhanh. Con này đánh đô phi các thứ không cần cân chỉ cũng được anh em ạ, nó chỉ ăn tầm gần 1 gram chỉ thôi. Con này không cần cân mà đánh đáy luôn được, đánh chỉ nằm đáy luôn được. Thường cái đánh chỉ nằm đáy thì anh em sẽ chọn những cây phao nó ăn nhẹ nhẹ chỉ thì con cá nó dễ hút anh em ạ, dễ lôi. Nếu mà không phải săn hàng, săn hàng thì con cá to thì lực lôi của nó mạnh thì nó khác. Nếu mà câu những con cá nhỏ nhỏ lực lôi nó kém thì phải đánh những cây nhẹ chỉ thế này thì nó rút thì mới nhìn rõ tín hiệu được. Nếu không cái phao nặng quá thì nó rút, nó không thể rút được. À, tín hiệu phao lúc đấy nó không được mạnh ấy. Đây, con này chân dài lật nhanh, có thể đánh rô phi luôn, đánh rô phi ngon luôn. Anh em có thể thêm chỉ hoặc không thêm chỉ, không thêm chỉ thì nó cũng lật anh em ạ, con này ăn nhẹ chỉ mà nó vẫn lật bình thường, câu vẫn được anh em nhá. Hoặc thêm vào một chút chỉ để cho nó có thể lật, hoặc là đánh chép cá đáy ở dưới đó, ăn rất nhẹ chỉ anh em nhá. Tiếp theo đến sẽ là một cây cây nào nhỉ, cây nào 50.000 nhỉ, còn nữa anh em ạ, anh em chờ mình một chút nhé, mình vào mình lấy anh em ơi. Đây cây nữa đây, cây ngắn đánh nước nông, đánh cá giếc, câu chỉ nằm đáy cũng có nhá. Đây cây này nhá, cây này đẹp, cây này đẹp anh em nhá, cây này 50.000, bầu ông ánh rất đẹp nha anh em nhá. Đây mình cũng đang câu cây này đây, hôm nọ ở trong hồ phao mà có cái này anh em nhá, chỉ có 50.000 thôi, nó sẽ rơi vào tầm 20 mấy phân đấy, hay là 26 27 gì đấy anh em. Câu nước nông nó cũng đỡ lòng thòng anh em nhá. Cây này có giá là 50, và cái cây vừa nãy cũng tương tự cấu hình đây là cây này, nhưng cây này thì lại đắt hơn anh em, cây này 60.000 nha anh em nhá, cây 50 và cây 60. Cây này dài hơn một chút này, cây này mình nghĩ là đánh giếc đánh dục là hợp lý này, cây này đánh giếc đánh dục cũng hợp lý anh em nhá. Nói chung cả hai cây đều đẹp cả, anh em lựa chọn là anh em thôi. Đi vào vấn đề sâu hơn thì đây có một con đánh giếc đây, nước sâu này anh em này, hoặc là đánh cá nhát đây cho anh em. Con này thì cao cấp hơn anh em nhá, đây hàng tem mác các kiểu này, công ty này 80.000 một cây anh em nhá. Cây này tăm cũng chia nhỏ này, chỉ ăn 0,7 gram chì thôi anh em ạ. Cây này dài nhưng ăn rất là nhẹ chì. Cây này đánh cá chép khó hay là cái gì đấy đánh đều ok anh em nhé. Rất là đẹp. Nó tương tự như một cây phao cỏ trong hộp phao của mình lần trước mình giới thiệu ấy. Đó, con này quá đẹp luôn. Con này giá chỉ có 80.000 thôi. Đánh cá giếc này, cá chép khó này. Anh em yên tâm, nếu mà đánh những con phao nhẹ này, anh em đánh những cái dây trục nhỏ thôi, tầm chấm 2 chấm trở về thôi thì vẫn đánh được nước sâu bình thường, không sợ nghiêng ngả bởi vì nó dài mà. Đó, còn đánh trục to thì anh em chỉ cần câu nông nông thôi nhá. Nếu mà trục to mà đánh cái con phao nhỏ này thì nó hơi gì, hơi lệch. Trục to thì anh em đánh nước nông, còn nếu mà trục nhỏ thì anh em đánh nước sâu tầm 3-4 mét vẫn đánh được con này anh em nhé. Đó, tiếp theo đến sẽ là con rô phi đỏ đi, vẫn có hai mẫu rô phi đỏ, một con LF012 và con LF006. Đây hai con này giá đều là 80.000. Con LF012 này là 1,7 gram, con LF006 này là 3,5 gram. Phao này là phao đánh rô phi chuyên nghiệp anh em nhé. Rồi, tiếp theo là mẫu phao chim hạc. Đây, đây là con chim hạc số 1, giá cũng là 80.000. Con này đánh rất ổn áp anh em nhá, đánh chép thì thôi rồi đấy. Đó, trước đây là con này đánh chép anh em đánh giá đã rất là cao rồi, nhưng mà bảo là nó ăn nhẹ chỉ, không, 9 ga thì nó hơi nhẹ, thế nên mình nhập con khác cũng giống y đúc. Đây, nó là khác số thôi. Một con này là con số 1, con này con số 3. Con số 3 thì ăn 1,4 gram. Con này đánh được đa dạng hơn.
tăm con số 3 nó cũng sáng hơn, nó to hơn một chút anh em nhé. Cái câu được xa hơn. Con này đánh chép thì ổn quá, hai con này này đánh chép phá ổn luôn anh em ạ. 80.000 một cây. Phao chim hạc. Và nữa nhỉ. Mình đã giới thiệu hết cho anh em chưa? Đây là cây phao hố đấu, chân dài. Chân rất dài. Con này để đánh gian lận là chiều dài cần này anh em này. Đó. Và mình còn phao hố đấu khác nữa để mình sẽ giới thiệu cho anh em nhé. Đây, ở đây mình có hai cây phao hố đấu. Nhưng mà mình bán mỗi cái cây nhiều vạch tăm này thôi anh em nhé. Cái kia là cây cũ mình câu lâu rồi. Cây này cho xuống nước thì nó đứng, nhưng mà nó không được đứng thẳng lắm. Bởi vì cái tăm của nó dài quá anh em ạ, nên là nó nặng. Nên là cây này nếu mà cắt ngắn đi một chút thì nó đứng đẹp luôn. Đó, hai cây đều có thể đứng được anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình cho anh em xem chi tiết. Chân dài, tăm ngắn. Cây này cũng có thể câu cá đáy anh em nhé. Câu kiểu cá đáy ấy, nó lật nhanh và nó xuống đáy mồi thì cực nhanh. Nếu mà anh em thêm chì vào, anh em có thể câu chỗ chì nằm đáy cũng được nhá. Đấy, chì nằm đáy. Và cây này thì tín hiệu rút của nó sẽ mạnh bởi vì là nó ăn nhẹ chì thôi. Cây này có ăn tầm 1 gram 1 gram 2 thôi. Cây này rất đa dạng kiểu câu, hoặc anh em có thể câu cá rô phi mà không cần thêm chì, đánh rơi lực. Con này đánh rơi lực được luôn anh em nhé, không cần thêm chì cũng được. Nó sẽ mồi, nó sẽ nằm lực và rơi từ từ xuống vì mình không có chì mà. Cái này lật cũng nhanh. Đó, à, khá là đẹp anh em. Con này cũng có giá là 70.000. Lần sau thì mình sẽ tìm cái dạng hố đấu nó chuẩn hơn. Cái này lần này là mua nó không được chuẩn lắm, anh em xem xét xem có hợp lý thì mua để dùng anh em nhé. Đây là cây cũ ngày trước của mình, cây này đứng đẹp, tiếc là nó đã không còn sản xuất nữa, nên không thì mình sẽ mua cây này chứ mình không phải đi tìm thêm nguồn khác. Rồi, xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video.